Kẻ bạc tình, tác giả Việt Nga, tập 3. Thành nghe mẹ vợ nói như vậy thì hắn thất vọng buông một câu. Lại con gái, thôi mẹ ở đây với Ngân, con về đây. Lúc Thành đến, Ngân mệt quá nên thiếp đi. Khi anh ta về rồi cô mới biết, khẽ đưa mắt hỏi mẹ. Anh Thành vẫn chưa ra hả mẹ? Nói về rồi, cái thằng đó đúng là tồi mà, chỉ khổ cho con. Đến tận sáng hôm sau, vẫn không thấy Thành mang đồ ăn sáng ra cho vợ. Một lúc sau, thấy chị Nhung gần nhà mang cháo ra cho Ngân. Cháu thấy ông Thành ông ấy vẫn ngủ ở trong nhà, nghĩ là Ngân và bà chắc chưa có ăn cái gì, cho nên cháu nấu một nồi cháo móng giò rồi mang ra đây, bà với Ngân ăn đi, không thì đói đó. Khổ à, lại làm phiền nữa rồi. Thôi, đã mang ra đây rồi thì cố ăn đi cho con nó có sữa nó bú. Thành đúng là một người chồng vô tâm. 3 ngày Ngân nằm bệnh viện, anh ta chỉ đáo nhón qua rồi về ngay vì sợ vất vả. Tất cả đều phó mặc cho mẹ vợ và chị hàng xóm tốt bụng. Bây giờ vào chăm con gái, bà mới hiểu thêm về tính nết thằng con rể khốn nạn. Bà biết con mình đã giao trứng cho ác là rồi, biết trách ai đây. Nằm viện 3 ngày thì Ngân cũng được ra. Cô sinh được 5 ngày thì mẹ chồng mới lên chơi. Nhìn thấy Ngân đẻ con gái, bà ta cũng không lấy gì làm cho vui vẻ. Chị nói chuyện qua loa với bà thông gia rồi ra về, không quên nói với Ngân một câu. Thôi, cố gắng lần sau vậy. Đẻ đứa thứ hai thì phải tính toán cho kỹ con à. Đẻ được con trai thì tốt, chứ thời này mà hai con dịch trời chán lắm. Rồi ngoe ngoẩy cấp đích đi về. Còn Thành cậy có bà mẹ vợ giàu chăm nom hộ, cho nên anh ta đi tối ngày. Hôm nay như thường lệ, ăn tối xong, anh ta lại xách xe đi. Điểm hẹn cũ vẫn là khách sạn tư nhân với cô bồ cùng học. Hai người lại dính lấy nhau, mặc cho mọi thứ xung quanh. Anh ta không hề nghĩ ngợi và cảm thấy ăn năn với người vợ đầu gối tay ấp mà lao vào cô bồ như thể cô ta mới là niềm đam mê của hắn. Đúng là quen ăn bén mùi, ăn mãi. Các cụ nói không có sai, đã ngoại tình được một lần thì anh ta có thể đi tiếp lần thứ hai, và cứ vậy anh ta sẽ đi khi nào có cơ hội. Cô bồ này chỉ là một nhân viên văn phòng. Từ ngày cặp với Thành, cô ta được lợi đủ thứ, vừa không phải lo các môn thi trên lớp, lại còn có người chu cấp tiền bạc rủng rỉnh, thì sao mà cô ta không có đổ cho được. Vốn được sinh ra trong một gia đình nông dân vùng Chiêm Trũng, Nam Định, được bố mẹ gửi vào sống với một người dì ở Sài Gòn để mong thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn, nên gặp được Thành, mặc dù biết là anh ta đã có vợ, nhưng cô ả vẫn cứ mờ mắt mà lao vô. Mới đây, nghe mấy anh bạn của Thành nói vợ anh mới sinh con gái, Phương nghĩ bụng, hay là mình tìm cách nào để cho Thành bỏ vợ thì tốt. Anh ấy có nhà có cửa ở Sài Gòn, lại làm ra tiền, lấy được Thành á, mà không một bước lên tiên hay sao chứ. Vậy là một kế hoạch đã được cô ta vạch ra trong đầu. Anh ơi, em đã nói rồi mà không nghe, thà anh bỏ quách cô ta ngay từ đầu đi thì có phải hay không, bây giờ lại lòi ra một con vịt trời rồi đó. Thôi đừng có nói chuyện đó nữa em à, chỉ nói chuyện mình thôi, từ từ rồi anh tính. Hôm trước anh hứa đưa em đi mua dây chuyền mà không thấy gì hết à, bắt đền anh đó. Thôi đừng có giận nữa, mất đẹp đó. Anh thương mà, tại dạo này anh bận quá. Để một lát anh đưa tiền cho em, chịu khó đi mua một mình nghe. Chỉ cần nghe đến đây là gương mặt của Phương đã giãn ra, vì mục đích chính của cô chỉ là tiền, chỉ có tiền mà thôi. Mặc dù chưa có gia đình, nhưng Phương lại rất sành điệu trong chuyện gối chăn. Chính vì vậy, mỗi lần ở bên cô ta, Thành cứ như ngụp nặng trong mê hồn trận. Phương biết cách trói Thành trong biển tình mà cô ta đã dang ra. Bằng mọi cách cô sẽ phải moi được ở Thành càng nhiều càng tốt. Nếu được cô sẽ bắt anh mua nhà cho cô, lúc đó có vậy cô mới chịu. Trong bụng Phương rất coi thường
và không hề sợ Ngân. Cũng bởi tại Thành nói, ở nhà anh ta nói gì Ngân cũng phải nghe. Chính vì vậy nên Phương lại càng được thể lên mặt. Trưa nay trong bữa ăn, chỉ có Thành và bà Nhi ăn trước, Ngân ăn sau vì cô còn phải cho con bú. Trộm dí đứa bé rất háo ăn và sữa của Ngân rất tốt, nên bé Thùy Linh sổ sữa lắm. Bé cứ nút sữa mẹ no rồi lại lăn ra ngủ. Mà trẻ con háo ăn nên cứ 20 phút lại rút vào người của mẹ. Ngân cũng vì lẽ đó mà không có mập được. Con gái vừa bú xong, cô chưa kịp ẵm dựng lên để cho bé ở hơi, thì con bé đã bị ọc hết sữa ra. Sữa phun có dòi ra cả miệng và mũi, làm bé cứ ngớp ngớp như muốn ngộp thở. Nhìn thấy con như vậy, Thành đang ăn cơm không nghĩ ngợi gì, hắn cầm ngay cái đôi đũa đang ăn ném mạnh vào mặt của Ngân. Mắt hắn dằn lên những tia máu, miệng hét lên. Cô điên hả? Mắt cô mù hay sao mà cho con nó bú no quá để nó ọc hết sữa ra kìa? Ngu cái gì mà ngu vậy không biết. Bà Nhi thấy Thành xử sự thô bạo như vậy, bực lắm, bà nói. Mày nói cái gì cũng phải từ từ chứ. Con bé nó háo ăn quá, bú hơi nhiều. Cái Ngân nó chưa kịp bế nó lên thì ọc sữa nữa. Đó là không may thôi. Mày không biết nó lại đi ném cả đũa vào mặt nó vậy hả? Không may vào mắt nó thì mù chứ còn gì nữa. Mày ném vào mặt vợ mày khác gì ném vào mặt tao. Nhưng mẹ nhìn thấy đó, nếu cứ như vậy không biết con bé nó chết lúc nào không biết nữa. Chưa biết nuôi con thì đừng có đòi đẻ. Đồ dụng gì. Khi nào bà ngoại vậy, cô sẽ chết với tôi. Mày làm cái gì nó? Tao chưa thấy một người chồng nào mà tệ bạc như mày đó. Có tới đây tao mới biết và chứng kiến được cách mày đối xử với vợ. Làm gì có người chồng nào mà vợ đẻ vẫn đi tối ngày, không hề quan tâm chăm sóc, cũng chưa hề giặt cho con lấy một cái tã. Tao thấy con Ngân nó còn sợ mày hơn cả bố nó. Mày giữ như cọp đó. Con tao đó, nó lầm mới lấy được phải mày. Mày dọ cho tao đi về, mày làm cái gì nó? Định giết nó hả? Thôi thì coi như là nhà tao vô phúc mới có một thằng con rể mất dạy như mày đó. Nhà tao đã cắn phải quả ớt, cay quá rồi đó. Ngoại yên tâm đi, con có vợ thì con dạy vợ thôi. Nó có sai thì con mới nói. Bà thấy đứa bé nó có mấy hơn có một tháng tuổi, làm gì đó biết cái gì. Đói thì bú thôi. Nhưng con mẹ nó ngu, không biết đường rút kinh nghiệm để cho con nó ọc sữa như vậy. Không nói làm sao được chứ. Mày đúng là một cái thằng chồng vô lương tâm mà. Mày cũng là người có ăn có học mà mày không hiểu à. Trong 3 tháng đầu đàn bà đẻ tránh xúc động mạnh, tránh khóc lóc buồn đau, kẹo ức quá máu dồn lên não, khéo là trầm cảm đó, mày có biết hay không? Hay là tại nó không có đẻ được con trai nên mày coi nó không ra cái gì? Lúc nào cũng cơm chan nước mắt kìa. Mày coi nó như là cái máy đẻ phải không? Con cái là trời cho, nó đẻ con trai hay là con gái thì cũng là do mày tạo lên, chứ một mình nó có đẻ được đâu. Đúng là hoạn nạn mà, khi lấy phải người chồng như thế này. Cũng là con gái mà con người ta được chồng yêu thương, còn con của mình gặp ngay phải cái thứ của nợ. Bà Nhi bực lắm, khi chỉ còn lại hai mẹ con, bà Nhi nhìn con mà cám cảnh. Mày khổ quá con à, thời này mà còn cảnh chồng chúa vợ tôi, tao không ngờ nó lại điếu đến như vậy đó. Ngày xưa sao không cẩn thận để ra nông nổi này hả con? Quần áo không thích thì có thể ném bỏ đi, chứ chồng con đâu thể muốn bỏ là bỏ. Lầm cái gì thì còn có thể đổi lại, chứ lầm chồng thì khổ cả đời con ơi. Ngân thấy thấm thía cái câu nói của mẹ. Đúng là cô đã lầm thật, lấy phải người không có xứng đáng, hắn có coi cô là vợ đâu. Trong suốt 2 tháng trời Ngân sinh mà Thành chưa một lần giặt cho vợ được cái áo hay cho con được cái tã. Quần áo của anh ta tắm xong, thậm chí quăng ngay ra là chỉ khổ bà mẹ vợ. Đã vậy, hắn lại còn hay gạnh hẹ đủ điều. Tính tình thì như hổ báo, gia trưởng thì không ai bằng. Mà nào bản thân mình có ngon nghẻ cái gì cho cam, đủ thứ tật, vậy mà vẫn cứ như không ai bằng mình, coi vợ như con sen con ở. Một hôm, bà Nhi nói với Ngân. Chắc mẹ ở cố cho con được 3 tháng thì mẹ về con à. Để bố mày ở nhà, mẹ không có yên tâm, lại còn 2 đứa em nữa. Mẹ... Sao mẹ không ở thêm với con ít thời gian nữa đi? Có mẹ ở đây còn vui chứ mẹ về là con buồn lắm. Thôi, cố mà chịu con à. Bây giờ mẹ cũng không có biết nói làm sao nữa. Mà thằng đó nó tệ quá. Mẹ chưa thấy thằng chồng nào tồi như vậy đó. Thành thì vẫn quen cái thói đi đêm về hôm. Cả ngày may ra anh ta chỉ ở nhà mỗi lúc ăn và lúc ngủ. Hôm nay đến kỳ chở con đi chích ngừa.
Ngân nói anh ta chở đi mà hắn cứ mặt nặng mày nhẹ, nghe chừng khó chịu lắm. Bà Nhi thấy vậy mới nói: mày chở mẹ con nó đi một chút đi, cái Ngân vẫn đang ở cử, làm sao mà đi được, với lại đi chích ngừa cho con thì có khó nhọc cái gì mà khó chịu vậy. Bây giờ hắn mới thúc giục Ngân đi nhanh về cho hắn đi công chuyện. Trên đường đi hắn cứ chửi vợ như hát, đàn ông đàn an gì mà cứ lắm miệng vậy không biết. Lúc đến cổng trung tâm chích ngừa, Ngân chưa kịp xuống xe thì hắn giở cái giọng điểu ra chửi cô: ngứa mắt, còn ngồi lì trên xe làm cái gì không chịu xuống hả, cái con chó. Bây giờ mà nói lại thì chỉ còn nước cãi nhau rồi làm trò cười cho thiên hạ. Ngân đành im lặng, cô cảm thấy ngáy đến tận cổ rồi. Bây giờ cô mới biết quyết định sinh con của mình là quá sai lầm. Giá như cô chín chắn hơn một chút, bây giờ thì có hối cũng đã muộn. Suốt chặng đường về hôm đó, Thành cứ quay ra chửi vợ. Ngân không thể chịu đựng nổi, cô nói luôn: anh quá đáng lắm rồi đó, tôi nhìn anh như vậy là quá đủ rồi. Ngay ngày mai anh làm đơn đi, tôi ký cho, tôi không thể ở với anh thêm một giây phút nào nữa. Thằng chồng khốn nạn liền cười khẩy: yên tâm, tôi sẽ cho cô tội nguyện, nhưng không phải là bây giờ. Cô nên nhớ, lúc cô muốn tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, nhưng lúc cô không muốn thì lúc đó tôi sẽ là người ly hôn. Bây giờ thì đừng có hòng. Cô cứ yên tâm mà nuôi con đi, khi nào bà ngoại về tôi sẽ nói chuyện với cô. Điểu giả đến như vậy là cùng. Nó đi bồ bịch ở bên ngoài chán chê, bây giờ lại về hắt hủi vợ con. Nó chỉ coi cô như công cụ sinh con cho hắn mà thôi. Thật là bẻ bàng cho Ngân. Đưa hai mẹ con về đến nhà, Thành liền vào phòng thay đồ. Chải chuốt xong, hắn lại xách xe đi. Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn đã có mặt ở quận 3, nơi đã có cô bồ chờ sẵn. Thì ra chuyện hắn đi công việc là đây. Cô bồ thấy hắn đến liền leo tót lên yên xe. Đôi mèo mã gà đồng đã chở nhau đến một nhà nghỉ để thỏa mãn. Không biết con ả này có bùa mê thuốc lú gì mà cái thằng này nó mê mẩn quá. Vừa vào đến phòng, cả hai đã cuốn lấy nhau như rắn. Phương ổng ẹo hỏi Thành: hôm nay được sống chuồng à, không phải giặt tả cho con hay sao? Nhìn anh vậy mà phải dùi người vào cái đám tả lót à, không bao giờ nghe. Vậy anh quyết định ở với con mụ dẻ rách đó à? Đúng là hãm mà, anh mà không dứt khoát với nó là em đi lấy chồng đó, lúc đó đừng có mà ngồi tiếc rẻ nghe. Cứ từ từ cái đã, anh định để cho con cúng á, nó cứng cáp một chút rồi bỏ cũng không có muộn đâu. Em vẫn còn trẻ mà lo cái gì, anh chỉ thương con thôi, chứ con đó thì anh ném sọt rác lâu rồi. Thiệt không đó, chỉ được cái mạnh miệng thôi, về nhà có dám nói không? Không có camera chứ, nếu có anh quay lại cho em ngay. Bà Nhi chuẩn bị về Bắc, mặc dù rất thương con, nhưng bà cũng phải về lo cho chồng và bà mẹ chồng hơn 70 tuổi. Rồi hai đứa con đang tuổi ăn học, không có thể đi lâu được. Vậy bây giờ bà lại thương Ngân khi phải một mình cán đáng hết tất cả mọi việc. Bà nghĩ rồi, khi về bà sẽ phải ngồi nói chuyện với thằng con rể một buổi mới được. Cuối cùng, phải lựa đúng hôm Ngân đi chợ mua đồ, bà mới kêu Thành ngồi xuống cho mình nói chuyện. Mở đầu bà hỏi Thành: hôm nay không có con Ngân ở nhà, mẹ hỏi con phải trả lời thật cho mẹ biết, vậy con có còn yêu cái Ngân hay không? Không yêu thì con lấy làm cái gì hả mẹ? Sao mẹ lại hỏi như vậy? Mẹ hỏi là vì muốn nghe thử từ chính miệng của con nói ra thôi. Nhưng mẹ biết con đang nói dối, con lấy nó cũng chỉ vì bản tính háo thắng của mình mà thôi. Cũng có thể cái Ngân nó hỏi đủ các điều kiện cần có của một người vợ, nhưng trong quá trình chung sống mẹ thấy con không hề yêu nó. Nếu yêu vợ con đã xử sự kiểu khác rồi, chứ không phải như thời gian qua đâu. Tính của con thì thẳng, có thế nào thì như vậy thôi, không có che đậy, mẹ thông cảm đi. Nhưng mẹ thấy đó, Ngân như vậy mà ai mà chịu được, không muốn nói cũng phải nói. Ai đời đi chợ thì quan tâm, hở đến cái gì là y như rằng phải nói cái đó. Mẹ là đàn ông, xem mẹ có chịu được hay không. Không phải mẹ binh con Ngân, nhưng mẹ thấy con quá gia trưởng và khó tính. Ai đời, vợ mà sợ chồng còn hơn sợ bố, không có chút bình đẳng nào ở đây cả. Có sống cùng với các con, mẹ mới biết cái Ngân nó quá khổ. Vậy hả mẹ? Con thấy cô ấy là sướng đó. Khổ là khi lấy phải cái thằng chồng đo hũ nước mắm, đếm củ dưa hành kìa. Con thì không có. Cô ấy muốn làm cái gì thì làm. Thử hỏi mẹ còn muốn cái gì nữa? Vậy là bà cứ nói một câu thì Thành cãi trả lời một câu không hề kém cạnh.
Anh ta miệng ngang mũi dọc, khẩu chiến với mẹ vợ, khiến cho bà không thể chịu nổi mà thở dài thất vọng. Thôi, tôi không ngờ anh lại ăn nói với tôi như vậy. Lúc nào anh cũng dọa là khi nào tôi về sẽ xử tội cái Ngân. Nó mà làm gì mà anh phải nói cái kiểu đó chứ. Có người vợ nào mà cứ phải lo làm sao cho chồng không có bắt bẻ, lúc nào cũng sợ chồng như sợ cọp vậy không? Tôi nói thật, tôi cũng đã gả nó cho anh rồi. Bây giờ nó là vợ của anh muốn cho nó chết thì nó phải chết, anh cho nó sống thì nó sống, tôi cũng không biết nói sao với anh nữa. Bà ngoại cứ yên tâm đi, Ngân đó là vợ của con, nó sai thì con phải dạy thôi, ở với con mà không khôn lên được thì thôi. Nhưng nó đã làm cái gì sai để anh đối xử với nó như vậy? Tôi vào đây 3 tháng mà thấy hầu như ngày nào nó cũng phải khóc. Anh chỉ coi cái Ngân như một người vú em chăm con cho anh thôi. Còn bản thân nó, anh đâu có thương. Tôi nghĩ nếu anh chỉ cứ sống mãi với kiểu này, không sớm thì muộn cũng tan đàn xẻ nghé thôi. Bà không cần phải lo. Con gái con còn nhỏ, con không bao giờ bỏ vợ con đâu. Có bỏ thì ít nhất con cún nó phải 4 năm tuổi mới bỏ được. Nên bà cứ yên tâm mà về Bắc đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng là cái loại có học mà ăn nói không có trước có sau gì cả, không hề nể mặt người lớn tuổi. Hơn nữa, bà lại là mẹ vợ của nó. Đúng là nhà bà gặp hạn rồi. Bực quá, bà Nhi không còn e dè gì nữa mà nói thẳng luôn. Thôi, vậy thì theo mẹ tốt nhất, đã không còn tình cảm với nhau thì nên chia tay cho sớm đi. Một gia đình mà một người cứ xây dựng, một người phá đi thì cũng bằng thừa. Mẹ thấy con không hề yêu con Ngân, vậy thì tại sao còn lấy nó làm cái gì cho nó khổ cả hai đứa? Bây giờ khổ lây cả đứa con. Ở đây một thời gian mà mẹ thấy con Ngân nó khổ quá rồi đó. Có vậy thôi mà có gì mà khổ hả bà? Nhà bà còn một cô con gái nữa đó, chưa biết nào đâu, chưa biết ra sao đâu. Anh tồi quá đó, tôi chưa gặp thằng con rể nào như anh cả. Nhà tôi đúng là cắn phải quả ớt rồi. Chưa ăn thua gì đâu, còn cay nữa. Như vậy đã mùi gì? Vậy thì theo tôi tốt nhất anh chị nên ly hôn đi, bỏ nhau càng sớm cho nó đỡ khổ. Hai ngày sau, bà Nhi từ biệt con gái để về Bắc. Ngân gửi con gái cho chị Nhung hàng xóm rồi chở mẹ ra ga. Trên sân ga, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Bà thương con quá, nhưng thể lúc tàu chưa chạy, bà nói với Ngân. Thôi thì tùy con, hôn nhân của con là do con chọn, nên bố mẹ không có ý kiến gì. Nhưng nếu con thấy khổ quá không có chịu được thì bỏ nó đi con à. Bố mẹ ủng hộ, chứ ở cái cảnh chồng chúa vợ tôi vậy thì nhục lắm. Dạ, con cũng tính để cho con của nó lớn thêm một chút xíu, anh ấy có thay đổi được không mẹ? Mẹ không có tin cái thằng đó nó thay đổi đâu. Thôi thì trong khi vẫn còn ở với nó, con ráng mà nhịn, kẻo cãi một câu nó lại đánh cho thì khổ. Cái thằng đó nó vũ phu lắm. Cũng tại ngày xưa con không có tỉnh táo nên mới lấy phải cái thằng này. Bởi mẹ nghe mọi người nói ngày trước bao nhiêu người tán thì không lấy. Lấy ngay phải cái của nợ này. Hai mẹ con cứ líu ríu mãi không rời. Mãi đến giờ tàu chạy, Ngân mới đẩy mẹ lên tàu. Cả bà Nhi và Ngân đều nước mắt lưng tròng, mỗi người một tâm trạng. Tàu hú còi rời ga. Ngân cứ nhìn theo bóng mẹ xa dần mà buồn khôn tả. Thời gian đúng là không chờ đợi bất cứ ai. Không bao lâu, bé Quýnh Thùy Linh, con gái của Ngân, đã được 9 tháng. Cô cũng đã đi làm được 3 tháng. Cũng may công ty ưu tiên nên luôn tạo điều kiện cho cô về sớm để chăm con. Ngân cũng phải thuê người coi con những lúc đi làm vì chỉ có hai vợ chồng. Thành thì không giúp được gì rồi. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, chỉ có hai mẹ con ở nhà, đang đùa nghịch cùng với con gái, thì có tiếng xe máy ngoài cửa. Nhìn ra là mẹ và cô em chồng lên chơi. Vừa vào đến nơi, cô em chồng tên Loan đã cười tít mắt. Ôi, con cún con của cô đây hả? Yêu quá, công nhận sữa của chị mát thiệt đó, trộm với bé nó bụ quá. Mẹ chồng cũng tấm tắc khen con bé nó sổ sữa. Ngân thấy mẹ chồng lên chơi thì vui lắm. Bà nội với cô Út lên chơi kìa, con gái ơi, con chào bà đi nào. Mẹ với em ở đây chơi đến chiều hãy về nghe. Vậy à, thằng Thành nó đâu rồi con? Dạ con cũng không biết nữa, anh ấy có khi nào ở nhà đâu. Đi cũng không nói nên con không có biết đi đâu, nhưng chắc là trưa anh ấy mới về. Nhìn cục cưng này ghét quá đi à, sau này em cũng phải đẻ một đứa như vậy đó.
Chà bố cô, thời này mà đẻ con gái là chết đó nghe không? Mơ con trai không mơ, muốn thị mẹt thì khó gì. Lời của mẹ chồng vô tình lại chạm vào cái nỗi đau của cô. Đã vậy bà lại nói tiếp. Đó, con nhìn coi, chị hai con đẻ con gái nên anh con mới chán đó. Phải chi sinh được con trai có phải sướng không? Nhưng đẻ con gái đâu phải là lỗi cho con đâu mẹ. Mẹ nói vậy cháu nó lại tủi thân. Trời ơi, rào trước đón sau chi bằng nói thật. Tao cứ nói vậy đó. Đoạn bà quay sang con gái. Còn cô nữa đó, liệu liệu mà tính toán, không vài tháng nữa lòi ra một con vịt đó, thằng Thao nó lại chán cho mà coi. Thôi mẹ ơi, chồng con có chuyện đó đâu. Ủa, khi nào thì em cưới về Loan? Sắp rồi chị ơi, nhà trai họ đang tính qua nhà mình hỏi cưới đó chị. Cũng chuẩn bị rồi, lúc đó chị đi ngang. Ừ, cô cưới thì chắc chắn chị phải đi rồi, ai mà ngồi nhà được. Hóa ra hôm nay mẹ và em chồng lên đây để thông báo về đám cưới. Ba người đang nói chuyện thì Thành về. Anh ta chào mẹ rồi hất hàm hỏi em gái. Còn cô tính chừng nào tổ chức vậy cô Út? À, thứ bảy tới, nhà họ Sang thư chuyện đó anh. Anh chị coi cho cháu về ngang. Về cái gì? Mình anh về là được rồi. Chị Ngân còn bận con nhỏ. Mà đàn bà biết cái gì mà nói. Lại là thái độ coi thường vợ. Ngân nghe mà chán cả lỗ tai. Không hiểu sao nhà Thành ai cũng nghe, cứ như anh ta là người cứu tinh cả nhà vậy. Bà mẹ thì lúc nào cũng thần thánh hóa con trai. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ngấm vào máu của bà rồi. Ngân quả là bị áp lực rất lớn, thật khổ cho cô. Cuối cùng, ngày cưới cô Loan cũng đến. Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng tại quận Tân Bình. Thành tìm mọi cách để không cho vợ đi. Ngân thấy biểu hiện của anh ta rất lạ, cứ thầm thà thầm thục lén lén lúc lúc nhắn tin cho ai đó trên cái điện thoại di động Nokia. Bây giờ mới bắt đầu xuất hiện cái điện thoại di động đen trắng. Đi đâu anh ta cũng kè kè cái điện thoại ở bên cạnh. Thậm chí đi tắm cũng mang theo. Linh cảm của một người vợ cho Ngân biết đã có điều bất thường ở đây. Cô ngấm ngầm theo dõi và phát hiện ra anh ta nhắn tin cho bồ. Trong một lần ngủ, Thành quên tắt máy, cô đã mò vào đó. Không phải cô này kia mà vì cô muốn kiểm tra xem trực quan của mình có đúng hay không. Y như rằng, sau một hồi lần mò thì một loạt tin nhắn cũng hiện lên. Cô bàng hoàng như không tin vào mắt của mình bởi cái đoạn tin nhắn ướt át đang đập vào mắt. Anh yêu, giờ này anh đang làm cái gì? Có nhớ em không? Hay lại đang ôm ấp người ta? Em nhớ anh lắm. Và ở hộp thư gửi đi, anh ta đã nhắn rất nhiều vào cái số máy đó. Anh rất nhớ em yêu à, tưởng tượng em đang nằm ở bên anh. Nhìn con bộ giả rách đó mà làm sao so sánh với em được, anh chỉ yêu mình em thôi. Ngủ đi nghe, bé yêu của anh, hôn em nhiều. Rồi có đoạn cô ta nhắn tin với giọng trách cứ giận hờn. Anh đang ở đâu, có biết rằng em đang rất nhớ anh không? Anh cứ hứa với em hết lần này đến lần khác mà không có thực hiện. Em xin trả lại cho anh tất cả. Chỉ tiếc là những cái thứ như quần áo, giày dép thì em đã mặc hết rồi. Anh cứ ở bên mà ôm người ta đi. Đến một lúc nào đó anh nghĩ đến em thì chỉ còn lại là một nấm mồ đầy cỏ dại mà thôi. Rất nhiều tin nhắn kiểu như vậy. Có thể anh ta nghĩ cô chưa sử dụng cái điện thoại di động bao giờ vì nó là công nghệ mới nên không thèm xóa tin chăng. Trái tim của cô dở dụng, niềm tin bị sụp đổ. Thì ra bấy lâu nay, anh ta giấu cô mà ra ngoài lăng nhăng với người khác. Cô hoàn toàn chết lặng và thất vọng vô cùng. Người chồng mà cô hết lòng chăm lo là đây sao? Cô không thể ngờ rằng, trong lúc cô luôn bận biểu với con nhỏ, bỉm sữa tà lót, thì hắn ta lại ra ngoài mèo mỡ không coi cô ra gì. Thật là một sự xúc phạm nặng nề. Nhìn hắn đang ngủ một cách ngon lành, mà cô chỉ muốn tát thật mạnh vào cái bản mặt của kẻ phản bội kia. Cô cứ tưởng hắn chỉ xấu tính thôi, chứ không có tật mèo mỡ. Ai dè, hắn có đủ mọi tính xấu trong con người của hắn. Liệu cô có đủ lòng vị tha để tiếp tục ở bên hắn hay không? Nhưng là một người phụ nữ mềm mỏng và có học, cô đã chọn thái độ im lặng mà không làm ầm lên. Cô cứ ngấm ngầm theo dõi để tìm những chứng cứ khác. Đau á,
vì mình bị phản bội và mất niềm tin vào cái con người mà cô gọi là chồng, lại quay ra nhìn con, cô lại thấy thương con vô cùng. Không phải là cô không nghĩ đến lúc phải chia tay Thành, nhưng mỗi lần nhìn vô con, cô lại thấy lòng mình chùng xuống. Lại cố nén nhịn và buông xuôi. Có lẽ cô mềm mỏng quá mà Thành luôn lấn tới và coi thường cô. Hắn luôn nghĩ rằng cô không bao giờ dám bỏ hắn. Đêm đó chỉ có Thành là vẫn ngủ ngon, cho dù trời có sập xuống. Còn Ngân, cô không tài nào ngủ được. Giận kẻ đang tâm chà đạp lên tình cảm của mình mà lại còn ngang nhiên phản bội cô. Cô hận, cô căm thù, không còn một chút tình cảm nào với kẻ bội bạc này nữa. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp đỏ hoe, nhưng Thành vẫn coi như không hề mảy may để ý. Anh ta vẫn vô tư ăn uống, rồi ném chén đũa chỏng chơ, mặc cho cô dọn, rồi lại lê cái thân hư hỏng ra ngoài. Trưa hôm đó, anh ta nói như ra lệnh. Ngày mốt đám cưới cái Loan, cô ở nhà coi chừng con cún đi, không có được đi đâu. Cưới em chồng mà sao chị dâu lại không đi? Anh không muốn cho tôi đến đó phải không? Anh muốn đưa người khác thay tôi hiện diện ở đó thì cứ nói một tiếng đi, việc gì phải lý do con cái làm cái gì chứ? Cô có cầm cái miệng đi hay không? Con còn nhỏ mà ham hố cái gì? Cô muốn đi đúng không? Cô mà đi thì tôi ở nhà. Rồi mặc cho Ngân ngồi khóc, hắn lại lết cái đít đi. Hôm đó Ngân phải gọi điện thoại cho mẹ chồng để nhờ bà can thiệp. Nghe Ngân nói có tình có lý, bà ức cũng thấy mũi lòng, bà an ủi cô. Con yên tâm, mẹ sẽ nói thằng Thành nó mà không cho con đi, mẹ sẽ ở nhà luôn, cho nó làm gì thì làm. Dạ con muốn đi đám cưới cô Út lắm, mà con cuốn nó cũng ngoan mẹ, con sẽ dỗ nó không sao đâu, mẹ nói thì anh ấy mới nghe, con nói anh ấy không có chịu mới chửi con xong đó. Được rồi, yên tâm, mai nó về mẹ sẽ nói, hôm đó nó phải chở con đi. Cuối cùng, nhờ sự giúp sức của bà mẹ chồng mà hôm cưới Loan, Thành miễn cưỡng phải chở Ngân đi. Trên đường đi, hắn liên tục mắng chửi cô bằng đủ thứ ngôn từ bẩn thỉu nhất. Ai nói có học là lịch sự, câu đó không đúng với trường hợp của Thành. Hắn chỉ có vỏ bọc bề ngoài là hào nhoáng, còn lại bên trong là một tâm hồn mục rỗng, thối nát. Trên đường đi, hắn có tạt vào nhà một người bạn cùng nhóm để chờ vợ chồng anh này đi cùng. Đôi này cũng mới cưới, anh chồng tinh tâm lấy cô vợ không có được xinh xắn, nhưng bù lại cậu trượt của cô ấy là sếp cực to của công ty anh ta làm việc. Tuyết là tên cô vợ của Tâm, được cái tốt tính và nấu ăn thiệt ngon. Ngân cũng đã đến chơi nhà Tuyết mấy lần, hai chị em rất hợp tính. Vì Tâm cũng có tính bồ bịch mà Tuyết lại rất yêu Tâm, phần cũng biết nhan sắc mình kém cỏi nên biết thân biết phận. Hôm đám cưới hai người bạn, Ngân bận con nhỏ nên không đi. Sau khi cưới xong, một hôm, Ngân thấy Thành đem một tấm ảnh kỷ niệm về. Trong hình ngồi cạnh Thành là ai thì ở phía bên ảnh đó lại không có chụp, nhưng thấy có ly nước ngọt đặt cạnh ly bia của Thành. Ngân tình ý nhận ngay ra đó phải là một người phụ nữ chứ không lý do gì đàn ông lại uống nước ngọt. Và cô đã khéo léo xin xem album ảnh của Tuyết. Đang định lấy ảnh cho Ngân xem thì Tâm gọi Tuyết xuống nói nhỏ. Chắc Thành sợ Tuyết cho Ngân xem ảnh nên dặn Tâm. Nghe lời chồng, Tuyết nói với Ngân: Chị ơi, để lần sau em cho chị coi nghe. Em quên không có nhớ ra mẹ em đem về biên quà cho mọi người xem rồi chị à. Nhưng Tuyết không lừa được cô, vì khi hai chị em rủ nhau lên lầu, Ngân đã thấy cuốn album ở trong cái tủ đồ bằng kính. May cho cô là ngay sau đó Tuyết đi tắm, vậy là Ngân đã nhanh tay mở ngay cuốn album. Lật dở nhanh qua các trang, cô đã tìm thấy thứ mình muốn. Trong một tấm hình, Thành đang chu môi lên hôn vào má cô kia. Rút dội tấm ảnh, cô nhét vào trong cái chiếc xác tay rồi để cuốn album vào chỗ cũ. Cô giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, mặc dù trong lòng của cô đã dậy sóng. Đôi bàn tay đang run rẩy vì sự thật quá phũ phàng. Suốt buổi tối ở nhà hàng, Thành bơ luôn, không ngó ngàng gì đến mẹ con của Ngân. Hắn chỉ bu đến đám bạn và thỉnh thoảng lại đi ra ngoài nghe điện thoại. Đến 8 giờ, hắn dãy một cậu em học cùng cái lớp đại học đến bảo đưa Ngân về trước. Cậu này tên là Hoàn. Trên đường đi,
Ngân đã bắt thóp được ổ con nồng nọc nên cậu ta phải khai hết. Đúng như dự đoán của Ngân, Thành đã cặp bồ với một cô nàng trước là nhân viên văn phòng, bây giờ đang làm kế toán của công ty xứ. Chính là cái cô Phương đó chứ ai. Nghe lời cậu Hoàng nói mà Ngân như đứt từng khúc ruột. Cô không ngờ người mà mình gọi là chồng lại đốn mặt đến như vậy. Sao em biết mà không ngăn cản anh ấy giùm cho chị? Em không có thương chị và cháu hay sao? Em biết mà chị, nhưng anh Thành cấm con cho em nói. Ở trong nhóm cũng không có ai dám nói là anh Thành có vợ đâu chị. Vậy anh ấy cặp với cô Phương này lâu chưa em? Cũng được tầm 2 năm rồi đó chị. Hôm nay anh ấy định đưa nó đến đây đó, nhưng có chị nên anh Thành không có dám dẫn nó tới đó thôi. Hồi nãy nó có gọi cho anh Tâm và em cháy máy luôn đó chị. Đúng là ngang nhiên đến vậy là cùng. Không ngoài dự đoán của cô, anh ta đúng là quá khốn nạn, không coi ai ra cái gì. Ngân càng nghe Hoàng nói, cô càng giận run người, nhưng cô biết làm gì đây. Tối hôm đó, Thành về rất trễ. Ngân cho con gái đi ngủ chán chê rồi, anh ta vẫn chưa về. Đến chừng khoảng gần 12 giờ đêm mới thấy anh ta dẫn xác về. Vừa dắt xe vô và đóng cửa xong, Thành hất mặt hầm hầm và bắn tia mắt mang hình viên đạn về phía của Ngân. Cô to gan đó, đến đám cưới mà có được lợi ích gì không? Còn nó mới có 9 tháng tuổi, cô cho nó đến đó, nhạc to như vậy muốn đập vỡ tai thử hỏi nó có chịu nổi hay không? Cô làm mẹ mà như vậy à? Con Cuốn mà có làm sao thì tôi giết cô đó. Anh đi cho chán rồi về kiếm chuyện với tôi đó phải không? Nhìn lại bản thân của anh xem có đẹp mặt không rồi hãy nói người khác. Nè, cô cầm cái miệng đi hay không? Cô thử nói lại mấy lời đó cho tôi coi. Đừng để đến lúc miệng mũi ăn trầu rồi đừng có trách tôi à nghe. Cậy gãy miệng à. Tôi chán cái nhà này lắm rồi đó. Chán cô lắm rồi. Anh tưởng tôi thích anh lắm hay sao? Tôi cũng ngấy anh đến tận cổ rồi đấy nè. Bây giờ anh nói ngay cái cô Phương nào đó đến đây nói chuyện với tôi một tiếng. Tôi bàn giao ngay cho. Đây không phải là ham hố cái gì đâu. Ngán lắm rồi. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Con giun xéo mãi nó cũng quằn. Anh hiểu chưa? Đúng là chưa chui vào chưa biết. Đừng thấy đỏ mà tưởng chín. Lầm rồi. Hai cái tát tay như trời giáng được bay thẳng vào mặt của Ngân khiến cô tối tăm mặt mũi. Đồ hèn. Đàn ông đánh phụ nữ là quá hèn. Lại đánh vợ vì một con đàn bà khác thì quá nhục. Thêm một cái bạt tai nữa. Lần này thì bao nhiêu dồn nén bấy lâu được dịp bùng lên. Cô nói như hét vào mặt của hắn. Đồ khốn nạn. Tôi phỉ nhổ vào bộ mặt điếu cán của anh. Tôi đã làm khi lấy phải cái loại như anh. Anh tưởng anh ngon lành lắm hay sao? Hả? Đồ điếu cán. Đi bộ bịch gái gú chán gì kiếm cớ đánh chửi tôi cái đúng không? Tôi nói thiệt. Con nào nó mù quáng nó mới bám lấy anh đó. Tôi là một ví dụ đây. Tôi thật sai lầm vì quyết định của mình. Đến chết tôi cũng không tha thứ cho mình vì quyết định đó đâu. Còn khốn, mày nói đưa đi. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Ông bà ngoại không có dạy được mày thì để tao dạy mày. Nói rồi hắn đi ra khóa cổng và chốt cửa lại. Mắt của hắn hằn lên những tia máu. Bây giờ nhìn hắn không khác gì con quái vật. Anh biết tôi có thất vọng cái điều gì không? Đó là tôi luôn bị cảm giác đánh lừa, bị anh dắt mũi hết lần này đến lần khác. Tôi ngẫm ra một điều chua xót, sai lầm và ân hận nhất của tôi là đã lấy phải một người như anh làm chồng. Tôi đã lấy phải một cái thằng đểu làm chồng mà không biết. Anh nhìn lại cái mặt của anh coi. Mắt đã trắng, lại còn môi thâm. Đúng là thâm thật mà. Còn khốn nạn, mày đừng có vội mừng. Lúc này muốn bỏ tao thì tao lại không có bỏ đâu. Đến khi mày không có muốn thì tao sẽ bỏ mày. Bây giờ chưa là phải lúc. Mày cứ yên tâm lo cho con tốt đi. Tao ghét nhìn thấy cái bản mặt mày lắm rồi đó. Đã gọi vợ bằng những lời còn hơn cả nói với bọn đầu đường xó chợ thì không còn cái gì để nói. Thất vọng toàn tập với đối tượng này. Những ngày sau đó, Thành bỏ đi triền miên. Một ngày anh ta chỉ đoản về nhà có một lần rồi ló một cái đi ngay. Mỗi khi ở nhà hắn cũng chỉ nói chuyện trêu đùa với con gái một chút. Riêng Ngân, hắn không hỏi lấy một câu, cô cũng không nói gì. Ngày nào cũng nấu cơm, nhưng lúc thì hắn về ăn, lúc thì không. Riết rồi toàn là bỏ cơm nguội, cơm thừa. Cô mà không nấu, hắn về bất chợt mà không có cơm, chắc cô lại ăn chửi sắp mặt. Đúng là quá buồn. Cùng ở với Thành lâu, cô càng thấm câu nói, khi người ta yêu nhau, thời gian họ sống với nhau, nó trôi nhanh lắm.
Nhưng khi đã không còn tình cảm thì sống với nhau không khác gì địa ngục. Ngôi nhà không còn là mái ấm mà chỉ là một quán trọ. Sống như vậy thì bao giờ cho hết đời, thời gian trôi đi thật chậm. Đôi khi cô buồn tuổi, bi quan chỉ muốn giải thoát mình khỏi cái nhà tù này. Nhưng khi nhìn thấy con gái, lòng cô lại chùng xuống. Phải rồi, cô cần phải sống, phải chăm con và làm điểm tựa cho nó. Cô không thể chết được, cô phải mạnh mẽ lên. Tự an ủi mình như vậy, Ngân lại nuốt nước mắt vào trong. Nhiều lúc đêm về, cô chỉ biết ôm con ngồi khóc hoặc khóc thầm bên gối khi chỉ còn lại một mình. Đêm hôm đó, Thành về, hắn vẫn không thèm nói với cô câu nào. Hai người như hai thế giới chiến tranh lạnh xảy ra triền miên. Cuộc sống căng thẳng và ngột ngạt vô cùng. Đêm đó, khi đang ngủ, thì Ngân thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cô thấy Thành vùng dậy nghe máy, không biết bên kia nói cái gì, chỉ thấy Thành hỏi với một giọng lo lắng. Em đang ở đâu? Có làm sao không? Cứ ở yên đó đi, anh tới ngay. Thành dắt xe ra ngoài rồi nổ máy phóng vút đi. Ngân nhìn lên đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ, không cần biết người bên kia là ai. Nhưng nghe cách đối thoại của Thành thì Ngân biết có thể đó là một phụ nữ. Quả đúng như vậy, đó chính là Tuyết, người yêu cũ của hắn. Cô ta đi làm đêm về, không may bị hỏng xe dọc đường, vậy là gọi anh ta. Cô này cũng khéo vô duyên, gọi ai không gọi lại đi gọi người yêu cũ trong khi người ta đã có vợ con, lại vào lúc cái đêm hôm như vậy nữa. Thật là bó tay luôn. Thì ra Tuyết bị bể bánh xe, nhưng bây giờ này làm gì còn quán nào sửa nữa. Đường Sài Gòn tầm này rất vắng vẻ nên có thể cô ta sợ. Công ty thì ở Gò Vấp mà nhà tận quận 10, nên nghĩ cách gọi Thành đến đó cùng cho đỡ sợ, đúng là hết biết mà. Hơn 12 giờ đêm, trên đường phố ít người qua lại, chỉ còn hai kẻ đang sóng bước bên nhau. Nếu ai không biết, tưởng đó là một đôi tình nhân đi chơi khuya về. Tuyết lên tiếng. May mà có anh, không thì em sợ lắm. Đi đêm mà hư xe, không may gặp bọn cướp hay kẻ xấu thì không biết kêu ai. Vậy cho nên nghe thấy anh gọi, anh mới tới liền đó. Vậy anh không sợ hả? Ngân nó có nói gì không anh? Nói cái gì? Ý anh là ý trời mà, sao mà dám nói? Em yên tâm đi. Riêng về anh thì em khỏi lo, còn em thì sao rồi? Em không có yêu được ai hết từ cái ngày mình chia tay, phải tìm được người nào giống anh em mới yêu. Vậy mình tìm chỗ nào ngồi tâm sự đi, giờ này về thì ba mẹ em cũng ngủ hết rồi. Tuyết không nói gì, Thành liền thuê ngay một nhà nghỉ gần đó rồi đưa Tuyết vào. Nhận phòng xong, hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng lại quấn lấy nhau. Thành thì trăng qua không nói làm gì. Nhưng Tuyết cũng là một cô gái không có đàng hoàng. Cô ta năm nay cũng đã 30 mà chưa cưới treo gì cả. Nhan sắc cũng thuộc cái hàng xấu gái, lại thấp. Chỉ được mỗi cái dòng một là cực kỳ khủng. Giả lại cũng có thể người ta nói không sai. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đá dẹn câu thề. Câu này thật đúng với Tuyết. Bởi trước đây, cô ta vẫn còn rất yêu Thành. Yêu vì cái vẻ ngoài lãng tử lại ga lăng, và một phần quan trọng là anh ta cực kỳ mạnh mẽ trong cái chuyện ái ân. Tuyết đã bị Thành dẫn vào mê hồn trận ngay từ những ngày đầu, và với một người đàn ông dày dạn tình trường như vậy, cô ta không mê mới là lạ. Tuyết còn mê Thành vì cái khả năng kiếm tiền của anh ta, công việc của Thành lại đầy tiềm năng nên dễ gì Tuyết bỏ qua. Nhưng chính Thành lại là người nói lời chia tay, bởi vì anh ta là kẻ cả thèm chóng chán. Một khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì nó sẽ bay đến những bông hoa tươi thắm khác mà thôi. Nhưng Tuyết thì không chịu như vậy. Từ ngày Thành nói lời chia tay, Tuyết rất buồn và đau khổ. Cô ta dùng hết kế này đến kế khác để mong Thành quay lại, kể cả cách tiếp cận với người thân của anh ta. Nhưng Thành đã quyết. Ngoài Tuyết, anh ta còn có cả tá người tình qua đường khác. Xong chỉ cần Tuyết nhắn tin hay gọi điện than buồn là anh ta đến ngay. Và cái đích cuối cùng của hai người vẫn là một nhà nghỉ nào đó trong thành phố. Tuyết nghĩ rằng chỉ cần có thai với Thành, biết đâu may mắn mà đẻ được con trai, thì có khi anh ta không quay sang yêu thương cô trở lại thì sao.
và Ngân chính là cái gai trong mắt mà Tuyết luôn muốn nhổ đi. Nằm trong vòng tay của Thành, Tuyết lại thủ thỉ ngon ngọt. Sao rồi anh? Nói ngày xưa lấy người ta thì không lấy, lại đi lấy đứa khác. Bây giờ chắc gì đã hơn em. Cuối cùng lại đẻ ra dịch trời, đúng không? Vậy em đẻ cho anh thằng con trai đi. Anh ngán cái lũ dịch trời lắm rồi. Em mà đẻ được con trai cho anh có bỏ cô ta mà cưới em về không? Nhất định chứ. Cô ta làm sao mà bằng được em? Nhưng nó trẻ hơn em mà. Bây giờ lại chán rồi à. Đó, anh chỉ được cái tật đó thôi. Mới đầu tưởng nó trẻ trung xinh xắn hơn thì ngọt nước. Ai ngờ khi tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Bị tình cũ kích điểu, Thành đâm ra càng ghét Ngân cay đắng. Người phụ nữ đang ở bên cạnh anh ta đây. Trước đó yêu nhau cũng được 3 năm. Rồi anh ta có mới nới cũ. Tâm tia được em khác ngon hơn nên bỏ dững em này luôn. Đúng ra biết tính Thành như vậy, Tuyết phải lấy làm bài học kinh nghiệm mà tránh xa kẻ sở khanh mới đúng. Đằng này cô ta không những không rời xa mà lại đang tâm chen vào hạnh phúc của người khác. Thành và Tuyết cứ vừa quần nhau vừa trò chuyện đủ thứ như vậy. Chỉ khổ cho Ngân, cứ vừa làm mẹ lại vừa bù đắp cái phần thiếu thục của người cha. Sáng hôm đó, sau khi mây mưa với Tuyết xong, Thành đến thẳng công ty mà không về nhà. Đến tận chiều mới mò về. Ngân đang ở dưới bếp nấu cơm. Bé Thùy Linh bây giờ cũng được 11 tháng. Lúc này bố mẹ vì yêu thương cô nên cho cô em út là Thúy Hằng vào coi cháu cho chị, nhân tiện ôn thi đại học để sang năm thi tiếp. Hằng vừa thi trượt đại học, vào ở với chị gái, cô mới thấy anh rể là một người không ra gì. Ỷ thế có em vợ chăm cháu nên Thành càng được thể đi sớm về khuya. Đêm đó bé Thùy Linh tự nhiên bị đi ngoài. Nhìn thấy con như vậy, Ngân xót ruột lắm. Cô và em gái phải thức cả đêm để coi con, cho bé nó uống thuốc mà vẫn chưa cầm được. Thành tự nhiên bị phá giấc ngủ thì bực bội lắm. Hắn lại quay qua quát vợ. Cô là mẹ cái kiểu gì vậy hả? Có việc chăm sóc con thôi cũng không được là làm sao? Cho nó ăn bậy bạ cái gì vậy? Giờ để cho nó đi ngoài suốt vậy hả? Tôi chưa thấy ai kém cỏi như cô đó. Thấy anh rể nói chị một cách quá đáng, Hằng mới lên tiếng. Anh Thành à, cái này không phải là lỗi của chị em. Trẻ con nó tiêu quá kém nên không may bị vậy thôi. Chị Ngân là mẹ, chị ấy còn lo hơn anh đó mà. Em thì biết cái gì? Sáng sớm hôm sau, Thành phải bắt xe đưa mẹ con Ngân vào bệnh viện. Hằng phải đi theo để chăm cho cháu. Vừa nhập viện xong, Thành về luôn. Mặc kệ hai chị em muốn làm cái gì thì làm. Đúng là một người chồng, một người cha vô trách nhiệm. Bé Thùy Linh là một cô bé thông minh. Ngay từ lúc 9 tháng tuổi, bé đã bắt đầu phát âm từng từ một. Bây giờ đã nói một lượt hai từ được rồi. Nó có vẻ hợp với ba từ bé cho nên thấy mặt Thành là nó ba ơi ba à liên tục thôi. Được cái con bé nó bụ bẩm và ham ăn cho nên dù bị tiêu chảy mấy ngày liền, nó cũng vẫn có da có thịt. Đợt này Thùy Linh phải nằm viện mất 9 ngày. Những ngày nằm ở bệnh viện, chỉ có mẹ và dì chăm, còn ba thì không ngó ngàng gì đến. Ngân quả là một người phụ nữ bất hạnh. Cứ tưởng rằng Hằng vào ở với chị thì dù sao nể mặt em vợ, Thành cũng bớt hành hạ vợ hơn. Nhưng không hề, đúng là tính nào tật nấy, nên hắn vẫn ngang nhiên chửi Ngân như hát mỗi khi có việc ngứa mắt. Cuối cùng Hằng cũng ở nhà với chị gái được 1 năm, cô cũng đậu đại học kinh tế ngành tài chính kế toán. Hằng rất xinh gái nên có nhiều anh dòm ngó lắm. Trong số những thanh niên đến tán tỉnh Hằng có Hoàng học cùng đại học với Thành. Đúng ra là một người tốt thì Thành phải là một người dung sáng cho cô em vợ mới đúng. Nhưng hắn lại không muốn cho Hoàng tán Hằng vì thâm tâm hắn nghĩ nếu để cho Hoàng yêu Hằng thì bao nhiêu thói hư tật xấu của hắn sẽ lộ hết. Hơn nữa, nhà Hoàng rất có điều kiện. Ông bố làm giám đốc một công ty kinh tế quốc phòng, chưa gì đã mua cho Hoàng một căn nhà 3 tầng rất đẹp ở quận Tân Bình. Cô nào lấy được Hoàng thì không khác nào chuột sa hũ nếp, không phải lo lắng cái khoản nhà cửa gì nữa. Không đời nào Thành để cho em gái Ngân giành hết những chỗ tốt như vậy. Hắn rất ích kỷ khi luôn sợ người khác hơn mình, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa.
Càng ngày, Thành càng lộ rõ cái bản tính không ra gì của mình. Những lúc Thành không có ở nhà, Hằng lại nói với chị gái. Sao chị khổ vậy? Nhìn thấy chị như vậy, em không muốn lấy chồng chút nào hết á. Không may lấy phải người như ông Thành thì coi như là nát một đời qua luôn còn cái gì. Ừ thì chị như vậy coi như là bỏ rồi em à. Em rút kinh nghiệm, nếu lấy ai cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ. Nếu không thì hối không kịp đâu. Đời người chỉ sống có một lần, nếu lầm lỡ một lần thì không có sửa được đâu. Em thấy chị nhìn người sao á. Em nghe mấy chị ở trong cơ quan nói lúc trước nhiều anh theo đuổi chị lắm, mà toàn là người tốt, sao không lấy? Lại lấy phải cái ông đủ thứ tật này, đúng là gặp hạn mà. Thùy Linh được tròn 2 tuổi, thì Ngân được công ty cử đi công tác ở Hà Nội một tuần. Cô phải đi dự hội thảo ngoài tổng công ty, để vừa làm tròn nhiệm vụ, lại cũng vừa lo cho con cái chu đáo. Cô phải nhờ mẹ chồng lên chăm sóc con cho ít ngày. Bà Ất vốn rất ngại coi trẻ con, nhưng biết làm sao, không lẽ con nó nhờ lại từ chối, trong khi nó có lý do chính đáng. Với lại trước khi bà lên, Ngân cũng nói rõ là chỉ nhờ bà coi cho mỗi buổi chiều thôi khi Hằng chưa đi học về. Tối Hằng sẽ chăm sóc để cho bà ngủ. Nói đến đó bà mới miễn cưỡng đồng ý. Thành thì hậm hực ra mặt, anh ta làm ầm lên khi biết Ngân phải ra Hà Nội công tác. Công ty có thiếu gì người mà phải điều cô đi? Con còn đang nhỏ thì đi đâu? Thằng nào cử cô đi để tôi đến nói chuyện với nó. Đây là công việc, nhiệm vụ này chỉ thích hợp với em. Với lại mình cũng thoái thác nhiều rồi. Thà như con vẫn còn bú, em sẽ không có đi đâu. Nay nó đã đi mẫu giáo rồi thì mình cũng phải cố gắng. Với lại em cũng nhờ mẹ rồi. Mẹ sẽ lên phụ đỡ những lúc dì Hằng chưa có đi học về. Anh yên tâm đi, anh không phải khó nhọc cái gì đâu. Cô muốn làm sao thì làm. Trong thời gian cô đi vắng, con Quýnh mà làm sao thì cô chết với tôi đó. Ngân không hề biết rằng trong 8 năm qua không lúc nào Huân không nhớ đến cô, và hiện tại anh vẫn lẻ bóng một mình. Lần ra Hà Nội này, cuối cùng không biết do ai báo mà Huân cũng biết và gặp Ngân ở khách sạn khi xe đưa đón cô về tới. Bước xuống xe với chiếc vali trên tay, Ngân rảo bước đi vô, chợt có một bóng người quen thuộc tiến lại, một giọng nói ấm áp vang lên. Là em. Phải em không, Thúy Ngân? Tiếng nói này cô không nghe lầm đó chứ. Cho dù có đi xa dặn dặm thì cô vẫn không thể quên được giọng nói đó. Ngẩng mặt lên, Ngân đứng hình khi chạm phải ánh mắt của anh. Chân cô bước chậm lại một nhịp, đôi tay run run và tim đập liên hồi. Anh, là anh, sao anh biết em mà ra đón? Em vẫn như ngày xưa, cho dù em có trốn đi đâu thì anh cũng phải tìm cho ra bằng được. Ngân à, sao em đi lâu vậy? Đi một mạch không có quay về luôn, không một dòng tin tức, tự nhiên em đã biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy. Chuyện dài lắm, từ từ rồi em sẽ kể cho anh nghe. Cậu tiếp tân giúp Ngân xách đồ lên phòng. Cô ở tầng 6 của khách sạn Hướng Dương. Lúc này Ngân mới có dịp nhìn kỹ Huân. Anh vẫn đẹp trai và thư sinh như ngày nào. Đàn ông đúng là trẻ lâu thật. Huân cũng nhìn Ngân trân trối. Anh như muốn thu hết hình ảnh của cô vào trong đáy mắt. Mãi một lúc sau Huân mới mở lời. Em đẹp hơn xưa. Em sống thế nào có hạnh phúc không? Ngân im lặng không nói gì. Cô cúi mặt xuống, một lát sau ngẩng lên, nước mắt đã dâng kín bờ mi, rơi xuống miệng mặn chát. Cô nhìn anh mà không dám trả lời. Người đàn ông này đã vì cô mà khước từ mọi mối quan hệ, đã vì cô mà vẫn lẻ bóng đến tận bây giờ, đã vì cô mà cho tận hôm nay anh vẫn yêu cô nhiều như vậy. Hai con người, hai số phận, giờ đây đã tách họ xa nhau. Ngân bây giờ đã ở cương vị khác. Cô đã là vợ của người ta, đã là mẹ của một cô bé. Cô đâu còn dám mơ tưởng xa xôi cho riêng mình. Nói cho anh biết đi, em có ổn không? Người ta đối xử với em thì có tốt không? Anh đừng có hỏi em nữa. Em còn định giấu anh đến bao giờ nữa đây? Em không có hạnh phúc, đúng không? Anh ta là người thế nào? Nói anh nghe đi, anh muốn biết cuộc sống hiện tại của em. Em hạnh phúc thì anh mới yên tâm, em bất hạnh thì anh sống làm sao được? Sao anh không trách hờn gì em đi? Anh quan tâm em là cái gì, trong khi em mới là kẻ đáng trách? Em không có xứng đáng được anh dành tình cảm như vậy.
thà anh cứ chửi mắng hay là trách em thật nhiều đi, em sẽ bớt day dứt hơn. Nhưng anh lại không như vậy. Anh càng cao thượng bao nhiêu, em lại càng xấu hổ bấy nhiêu. Em là kẻ tội lỗi, em đã phụ tình anh, em là một người phụ nữ không có ra cái gì. Anh hãy quên em đi. Không, em đừng có nói như vậy. Không bao giờ anh trách em, càng không thể hận, bởi vì ở trong anh, em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Cho dù em có thế nào đi chăng nữa, thì trong tim của anh, lúc nào cũng còn một chỗ riêng cho em. Điều đó không bao giờ thay đổi. Đã có nhiều đêm, anh đi lang thang một mình ở trên phố, những nơi mà chúng ta từng đến trước kia để tìm lại cảm giác của tình yêu năm nào. Chỉ tiếc là bên anh không có em. Đừng có bắt anh phải quên, anh không làm được cái điều đó. Ngân thực sự xúc động. Cô thật là nhỏ bé trước anh. Cô đã dội bỏ đi tình yêu đích thực của đời mình để bây giờ động lại là niềm tiếc nuối vô bờ bến. Anh rất gần cô, nhưng tại sao cô cảm thấy xa cách? Cô không thể chạm vào người của anh, không thể chỉnh lại cổ áo cho anh như trước đây cô đã từng làm. Giọt nước mắt vẫn thánh thoát rơi trên bờ mi xinh đẹp. Ánh mắt như hồ thu gợn sóng năm nào, nay lại ngập tràn nước mắt. Hai người yêu nhau nhưng đã đánh mất nhau. Cả hai đều có ý nghĩ chung là tại sao người ta không thể ôm ấp hay an ủi đối phương. Tại sao như vậy? Huân rút trong túi áo ra cái khăn mùi xoa thấm nước mắt cho Ngân. Dẫn cái khăn mùi xoa đó, dẫn đó hồng nhung và đôi chim bồ câu quấn quýt mà cành cây nở xa cành. Ngân ơi, anh yêu em, tình yêu đó vẫn tràn đầy và nguyên vẹn như xưa, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Ngân khẽ cầm lấy cái khăn, cô nghẹn lời. Anh vẫn còn giữ nó sao? Cái gì là của em thì anh vẫn luôn trân trọng giữ gìn, nó như một báu vật của đời anh vậy đó. Anh có biết si tình như vậy là khổ lắm không? Em xin lỗi vì đã làm khổ anh. Em không có lỗi gì cả, lỗi ở anh. Ngày đó anh đã không có can đảm để ném bỏ tất cả để chạy theo em. Đến bây giờ nếu như anh chọn lại thì trăm ngàn lần anh vẫn chọn em. Yêu em. Ngân lại khóc. Từ lúc gặp nhau, bao tuổi hờn dồn nén, cô lại càng tiếc nuối cho quyết định sai lầm của mình. Cô đã làm mất đi cái thứ quý giá nhất mà cả đời này cô không thể nào có được lần thứ hai. Tiếc cho mình, tiếc cho anh. Hai người đã hai cuộc sống hoàn toàn khác, cách nhau cả 2.000 cây số, thử hỏi mấy ai chung tình được như anh. Em kể cho anh nghe đi, cuộc sống hiện tại của em ra sao? Anh muốn biết tất cả về em. Em đã có một bé gái 2 tuổi. Hằng em út đã vào ở với em được hơn 1 năm rồi. Còn cuộc sống hôn nhân thì sao? Em nói đi, đừng có giấu anh. Em không có hạnh phúc. Em khổ lắm anh ơi. Sao? Em nói sao? Em không có hạnh phúc à? Vậy có phải người đó là cái người trước đây? Đúng rồi đó. Chính là anh ta. Chính là anh ta mà em đã bỏ anh đó. Em đáng trách quá phải không anh? Tự đấm hai tay vào nhau, Quân nói trong giận dữ. Anh ta đã làm cái gì em? Anh tưởng đó là sự lựa chọn của em nên anh tôn trọng và rút lui. Nhưng biết thế này thì anh sẽ không có từ bỏ đâu. Ngân, anh hãy cho anh một cơ hội. Cho anh một cơ hội đi. Hãy về với anh đi Ngân. Anh đủ sức lo cho hai mẹ con của em hạnh phúc. Chỉ cần em gật đầu chấp nhận thôi. Được không em? Muộn rồi anh à. Tất cả đã lỡ làng rồi. Em không còn nguyên vẹn như xưa. Em không còn là em của ngày xưa nữa đâu. Em không xứng đáng với anh. Hãy quên em đi. Cuộc đời này còn nhiều người đẹp hơn em. Họ yêu thương và chăm sóc cho anh thay em. Quên em đi anh. Mình là quá khứ rồi. Em biết em đã lựa chọn sai và em phải chịu trách nhiệm về cái điều đó. Hãy tha lỗi cho em. Mặc dù Huân đã gặng hỏi hết lời, nhưng vì lòng tự trọng của mình, Ngân đã không kể lại cuộc sống bất hạnh hiện tại của cô cho anh nghe. Huân xót xa khi thấy người mình yêu không được hạnh phúc. Anh tiếc là những lúc Ngân đau khổ thì anh không thể ở bên để an ủi, động viên hay chia sẻ giúp cô được. Người mà bấy lâu nay anh muốn gạt ra khỏi đầu, nhiều lúc anh muốn cố quên nhưng lại càng nhớ thêm. Và khi bên cô, anh lại càng yêu cô quay quắt. Thế mới biết, tình yêu nó mãnh liệt thật. Nó dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những đám cháy lớn. Huân hỏi về lịch trình công tác của Ngân. Anh biết cô phải đi công tác 5 ngày
và cô có 2 ngày để về thăm bố mẹ rồi sẽ vào Sài Gòn. Anh rất muốn đưa cô về nhà anh thăm bố mẹ anh một lần mà không biết ý Ngân thế nào. Anh mở lời. Anh cứ nhắc tới em suốt à. Riết rồi bố mẹ của anh nhớ tên em luôn. Em về chơi với bố mẹ của anh một ngày được không? Em ngại lắm anh à. Em không dám đối diện với bố mẹ đâu. Em là một đứa con gái bỏ đi. Sao dám mò mặt về gặp ông bà chứ? Không, hình ảnh về em vẫn rất đẹp. Bố mẹ của anh không biết gì về cuộc sống riêng tư của em cả. Các cụ mà thấy em về thì vui lắm. Hội thảo xong em về nghe. Ngân gật đầu thay cho lời nói. Tối hôm đó, hai người đã đi ăn bánh tôm Hồ Tây, rồi đi đạp dịch, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Đêm Hà Nội thật thơ mộng, khiến Ngân cảm thấy mình như được sống lại thời tuổi trẻ của những năm về trước. Lâu lắm cô mới lại được cười tươi như vậy. Cũng lâu lắm rồi cô mới được sống với cảm xúc thật của mình. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Huân hỏi Ngân. Em còn nhớ cái chòm sao kia là cái gì không? Chòm sao đó hả? Kia là chòm sao Bắc Đẩu, còn đó là dãy Ngân Hà. Còn hai ngôi sao đằng kia? Ngân ngước theo hướng tay anh chỉ, cô lắc nhẹ mái đầu. Đó là sao anh và sao em, sao của chúng ta. Anh gian lắm, em không có tin đâu. Mà anh nè, nếu bây giờ hôm nay em ngã xuống hồ, anh sẽ làm sao? Hỏi ngốc quá cô bé à. Anh sẽ nhảy xuống cứu em chứ còn làm sao nữa. Huân cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mái của Ngân. Hương tóc bay phảng phất làm cho anh nhớ tới ngày xưa Ngân hay dùng hoa bưởi ướp tóc. À, em về đợt này đúng vào cái mùa hoa bưởi, anh sẽ hái cho em ướp tóc nha. Anh vẫn còn nhớ sở thích của em à. Sài Gòn thì không có hoa bưởi. Một thoáng buồn trên nét mặt, Hương liền ôm lấy Ngân. Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác bồi hồi như vậy. Khi môi anh sắp sửa chạm vào môi cô thì Ngân như bừng tỉnh, cô khẽ đẩy anh ra. Đừng anh. Lời nói của Ngân làm tim của anh đau nhói. Đúng rồi, giờ đây Ngân đâu phải là của anh. Anh không được phép chạm vào cô. Thật buồn cho anh và cũng thật đáng trách cho tên đàn ông đã có diễm phúc được làm chồng cô mà không biết thương hoa tiếc ngọc. Buồn quá, anh và cô cứ như ngu lang chức nữ. Ngân, hãy cho anh hôn em một lần thôi, để cảm nhận vị ngọt đôi môi ngày nào, em nghe. Ngân sợ lắm, cô biết khi cô ở đối diện anh, khi cô và anh đang rất gần nhau như vậy, cô đã có những cảm giác sống dậy của tình yêu thổi nào. Cô sợ mình sẽ ngã lòng trước anh, sợ mình không có đứng vững. Cô sợ mình sẽ tan chảy trong vòng tay người đó. Cô là người, chứ có phải là gỗ đá đâu mà không biết anh yêu cô nhường nào. Nhưng giây phút bên anh, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng thư thái và cảm thấy được an toàn, được che chở và yêu thương. Thứ mà với cô bây giờ là xa xỉ. Cô ra Hà Nội gần một ngày mà Thành không hề gọi điện xem cô ra sao, đi đứng thế nào, một câu thăm hỏi cũng không. Thật là phũ phàng, lòng người đúng là khó đoán. Đến giờ hai người lại đi dạo qua đường Thanh Niên. Ngân mơ màng ngửi mùi hoa sữa nồng nàn của Hà Nội. Huân cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên Ngân. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đêm đã về, lại phải chia tay nhau. Tiễn Ngân đến cửa khách sạn, Huân định đưa cô lên phòng nhưng Ngân đã ngăn lại. Anh về đi kẻo muộn, mai em bắt đầu hội thảo rồi. Trưa mai anh đến nha. Thôi để chiều anh nghe, trưa mai em đi ăn cơm với đoàn rồi lại hội thảo tiếp. Ok, ngủ ngon nghe em, anh sẽ là làn gió đến bên em ru ngủ, anh sẽ mơ về em. Bước lên phòng, vừa đóng cửa lại, thì Ngân lấy điện thoại ra gọi cho em gái để hỏi thăm về con. Hằng đang nói thì Thành giật lấy điện thoại. Tưởng cô chết rồi chứ, đi công tác sướng hả, quên cả con, cô về chắc nó cũng không có nhận ra cô đâu. Thôi biến đi cho nó ngủ. Kìa anh rể, để cho chị gặp con Cún một chút chứ, sao lại nói vậy? Hằng chìa máy ra cho Cún nói chuyện với mẹ. Con bé nghe tiếng mẹ trên điện thoại thì hỏi. Mẹ ơi, khi nào mẹ về, sao mẹ không cho Cún đi? Con ngoan, khi về mẹ sẽ mua cho con một con búp bê thật đẹp nghe. Thôi con đi ngủ sớm nghe,
đừng có quấy phá bà với dì nghen. Dạ, bye bye mẹ. Biến đi, điếc cả tai à. Đúng là một kẻ mất lịch sự. Bao niềm vui từ nãy khi đi chơi với Huân giờ thì bây giờ bị Thành dội cho gáo nước lạnh, khiến mọi thứ trở lại là một niềm đau vụn vỡ. Cô khóc dụi trong gối, cô lại nhớ đến anh, nhớ đến sự quan tâm nhẹ nhàng chu đáo. Giá mà cô có thể ước cho thời gian quay trở lại, cô sẽ gìn giữ và không để mất anh. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, làm gì có giá như ở đây. Cô và anh mãi mãi là hai người bạn đồng hành, không bao giờ được ở bên nhau. Lúc này Huân cũng đang một mình trong căn phòng gặm nhắm quá khứ. Anh lại nhớ về Ngân, tình yêu trường tồn vĩnh cửu mà mới đây thôi cô lại thổi vào anh như một luồng gió mát. Ngân ơi, sao em không phải là của anh? Huân cứ mong mỏi cho trời mau sáng, sáng ra lại mong cho nhanh đến chiều để được gặp cô. Trong giờ dậy, tâm trạng của anh rất vui. Anh không hề để ý đến hai cô gái đang ngồi ở bàn giữa đang châu đầu vào nhau nhỏ to. Nè, mày thấy hôm nay thầy khác không? Yêu đời hẳn đi đó. Hay là thầy gặp em gái mưa nào rồi? Không, Thành trì vẫn như vậy, ai đánh đổ cho nổi chứ. Thôi chắc tao chào thua quá à. Đó là hai cô nữ sinh của ngành English. Một cô đang mê mẩn anh từ lâu, nhưng anh không hề để ý. Hay đúng hơn, với anh cô chỉ là một cô học trò không hơn không kém. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Kẻ Bạc Tình, tác giả Việt Nga. Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4. Xin chào, tạm biệt.